Dạ vâng, xin kính chào tất cả anh em và các bác Trong video clip tối ngày hôm nay Em lại tiếp tục lên sóng với tất cả bác Một số dòng sản phẩm Đó là những con lọc nguồn cao kinh CK306 Và em cũng về thêm được những con biến áp cắt ly Của hãng Blitron dòng 1KV Để cho tất cả bác sử dụng cho hệ thống ADU của mình nhé Thời gian vừa qua thì có rất là nhiều bác điện hỏi bên em là Lọc nguồn nó có biến đổi được điện năng hay không Thì uh, xin thưa với tất cả bác Biến đổi điện năng thì chúng ta cần những con Biến áp cắt ly hoặc những con ổn áp, những con uh, đội nguồn thì nó sẽ có chức năng là biến đội điện. Còn lọc nguồn thì chức năng của nó là lọc sạch nguồn điện nhá. Giống như dòng điện của chúng ta nó có rất là nhiều tạp âm, có rất là nhiều uh, tín hiệu nhiều, tín hiệu sáu Thì nó sẽ lọc sạch cái dòng điện đó và cho một nguồn điện sạch vào thiết bị audio của chúng ta. Còn biến áp cắt ly thì nó vừa có chức năng lọc này, vừa có chức năng biến đội điện tức là nó vào dòng điện 220V thì nó sẽ xuất ra là 220 này, 120 và 100 nên các bác sử dụng cho những dàn âm thanh của Mỹ của Nhật xài 110, 120 thì các bác nên lựa chọn những con biến áp cắt ly như thế này nhá. Con này thương hiệu là Polytron dòng 1KV. 1KV tương đương với 1000W nha các bác. Đó, sử dụng là chân cắm tiêu chuẩn của Mỹ hết nha 100V, 120 và 220 Đó, một con biến áp cắt ly như thế này Và giá một con biến áp dòng 1 KV Thì giá bên shop em phân phối cho tất cả bác là 6 triệu 800 ngàn một con nhé Giá bên em đã bao ship nha bác Đó, dòng 1 KV Thường thường các bác xài những dàn âm thanh bại, những dàn âm thanh cổ thì công suất không còn lớn đâu Các bác sử dụng 1 KV là xài nó ok nhé Rất là đẹp thiết kế phai nhôm rất là dài dặn. Con này xuất xứ của Canada nha các bác. Rồi, tiếp theo em đi qua những con lọc nguồn cao kin 306. Sáng nay thì em về uh, được một lô tầm khoảng uh, hơn chục con. Đó, dòng uh, CK306 này thì các bác mua rất là nhiều tại vì dòng này thiết kế đa năng. Vừa chân dẹp xài được, vừa chân tròn xài được, vừa hai chân xài được, vừa ba chân xài được. Thiết kế là 6 ổ cắm nhá một con như thế này rất là nặng nha các bác nặng tầm khoảng 4 kg nhá mã là CK306 của hãng Cao Kinh con này nó sẽ có mắt đèn ở đây có bóng đèn đó nhá phai nhôm rất là dài lọc rất là sạch nha các bác và một con lọc nguồn CK306 giá bên shop em Văn phối cho tất cả bác là 1 triệu 850 ngàn đồng có tặng kèm một sợi dây nguồn của Mỹ để cho tất cả bác cắm điện nhé số lượng rất là nhiều này đó em về rất là nhiều đó trong hộp nữa nên bác nào có nhu cầu thì cứ liên hệ cho em nhé bên em có ship hàng COD toàn quốc các bác nhận hàng kiểm tra ok đúng hàng chuẩn như em quảng cáo như thế này rồi máy thanh toán nhá do thì em còn một con lọc PT 1000 nhá dòng một thông số đó con này thì nó sẽ chạy là 10 ổ cắm rồi 6 ổ cắm tiêu chuẩn quốc tế và 4 ổ cắm tiêu chuẩn của Mỹ nhá mắt đèn hiển thị trị số vô và con này giá là 1 triệu 150 ngàn đồng nha các bác Giá bên em đã bao ship Đó, bác nào có nhu cầu thì cứ liên hệ cho em nhé Rồi, đi qua một con PS30A Con này thì bữa trước em về nhiều lắm Và em bán hết rồi Cũng còn một con thôi Con này sử dụng là 6 ổ cắm tiêu chuẩn Mỹ Và nó xài được chân dẹp thôi nha Chân tròn không có xài được nha các bác Mắt đèn hiện thị trị số phôn Con này rất là nặng Nặng hơn 4kg nha các bác Đó bác nào cần một con cao kinh PS 30A nó có mắt đèn ở đây và một con lọc chất lượng thì cứ tham khảo lựa chọn con này nhá rất là đẹp và lọc rất là sạch nha các bác chiều nay thì em có về được những sản phẩm như vậy bác nào có nhu cầu thì cứ liên hệ cho em nhé và những con lọc nguồn này thì các bác cứ yên tâm về chất lượng tại vì em đã phân phối rất là nhiều cho tất cả bác trong thời gian vừa qua và bên em cũng sẽ bảo hành cho tất cả bác là một năm nhé, một năm hư hỏng trục trặc gì thì các bác cứ liên hệ cho em nhé. còn mới bên em sẽ đổi mới nên các bác cứ yên tâm. bên em thì bán hàng lâu rồi, uy tín rồi nên các bác không cần phải suy nghĩ nhiều, cứ thích là mua thôi. đó sản phẩm thì em sẽ quay như thế nào, em sẽ ship hàng cho tất cả các bác là như vậy nhé. Rồi thì em cũng xin kết thúc video ở đây. Những bác nào chưa đăng ký, nhắn đăng ký, nhắn like để ủng hộ bên em nhé. Rồi em chào tất cả bác, hẹn gặp bác ở các video tiếp theo. Xin chào.